bắt nhóm người chặn ô tô, chém tài xế trọng thương trên quốc lộ 1. Công an đã khởi tố 6 người trong nhóm 8 người chặn ô tô, chém tài xế trọng thương trên quốc lộ 1. Ngày 26 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, Long An đã khởi tố bị can đối với 8 người gồm Lê Văn Hoài Phong, Đoàn Đào Thành Thắng, Đặng Văn Anh Khoa, Trịnh Phát Đạt, Quỳnh Quốc Huy, Nguyễn Phước Hùng, Lê Toàn Thắng, Lê Bảo Thuận cùng về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 người, Lê Văn Hoài Phong, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Phước Hùng, Quỳnh Quốc Huy và Lê Bảo Thuận, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Văn Anh Khoa. Còn 2 người là Lê Văn Hoài Phong và Quỳnh Quốc Huy đang bỏ trốn. 8 nghi can trên được xác định tham gia trong vụ chặn đầu xe ô tô, sử dụng hung khí tự chế đánh, chém tài xế Lê Ngọc Tuấn, 22 tuổi và đập phá xe trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa vào chiều ngày 16 tháng 11 gây bức xúc trong dư luận. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Hoài Phong, tên thường gọi là Phong Bụi, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các đối tượng khác tham gia đánh người gây thương tích, đập phá tài sản. Trước đó, khoảng 17 giờ 35 ngày 16 tháng 11, tài xế Lê Ngọc Tuấn điều khiển xe du lịch lưu thông theo quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Tân An. Trong lúc đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cầu voi thuộc địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì bị một nhóm người tay cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe. Anh Tuấn cài chốt cửa xe nhưng bị nhóm người đập cửa, đánh, chém trúng người. Sau đó, tài xế Tuấn chạy xe về trung tâm thành phố Tân An, sau đó được người thân đưa vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định thương tích đối với anh Lê Ngọc Tuấn và xác định giá trị tài sản thiệt hại của xe ô tô bị đập phá. Ngày 19 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản, tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ vụ án.